tiếng dương cầm dịu dàng một nỗi nhớ mong sau lắng khúc nhạc buồn nhẹ nhàng trong đêm lắng buông. Có một thời đã qua đã muôn trùng cách xa, tiếng dương cầm thiết tha nhẹ ru tiếng hát bay xa. Em Tâm xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Trong mấy ngày qua thì em cũng không có lên những cái clip mới nhất về những cái hệ thống dàn âm thanh đang có hàng tại Thanh Tâm để cập nhật và gửi tới các bác. Tiếp tục ngày hôm nay em gửi tới các bác một bộ dàn mini. Bộ dàn này thì với cái thông tin đó là đến từ thương hiệu Đơn Ông. Đây là một trong những hệ thống mà đã làm mưa làm gió tại Việt Nam trong những cái năm từ khoảng 2016 đến 2022. Thời điểm hiện tại thì Đơn Ông đã đưa ra những cái nguyên mẫu mới hơn, cao hơn để đưa ra cho khách hàng những cái lựa chọn mới hơn. Nhưng với cái bộ sản phẩm đang trong khung hình đây, với cái thông tin đó là đồ đã qua sử dụng tại Nhật và cái mức giá của nó thì vẫn là một trong những lựa chọn mà các bác không thể bỏ qua trong cái khung giá. Bộ này thì sẽ có cái mức giá là 8,5 triệu các bác nhé. 8,5 triệu so với 2 năm trước thì là một trong những cái mức giá rất là hủy diệt rồi, một trong những mức giá cực tốt. Bộ này thì khoảng 2 năm trước mức giá sẽ là khoảng 13 triệu rưỡi trở lên các bạn nhé. Nhưng thời điểm hiện tại chỉ có 8,5 triệu thôi. Bộ này thì bên em về em đánh giá hình thức nó khoảng 97%, có khiển zin đi kèm đầy đủ hết. N9 là một trong những dòng sản phẩm được Đơn Ông nghiên cứu và phát triển trong cái hệ sinh thái mini, nhưng mà phát triển theo cái hướng đó là những sản phẩm về cái dòng CNO. Và so với cái dòng M của hãng thì dòng N sẽ có cái thiết kế trẻ trung hơn, hiện đại hơn. Với một bộ N9 thì các bác sẽ có một chiếc ampli và một cặp loa. N9 sẽ được sản xuất với hai màu, đó là màu đen và màu trắng. Hiện tại thì em đang có ở đây là màu đen. Và màu đen được làm bằng nhựa acrylic cao cấp với cái hình thái là bóng piano rất là đẹp, kèm với cặp loa zin của hệ thống. Loa zin của Đơn Ông thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế, đó là cái e-căng, là e-căng dạng lưới và e-căng vải các bác nhé. Và sẽ là dính liền với phần loa, chúng ta sẽ không thể mở ra. Tuy nhiên ở phía trong cấu hình của loa thì chúng ta sẽ có một cặp loa hai đường tiếng với bass đường kính 12cm và tép đôm đường kính 3cm. Về phần ampli của Đơn Ông N9 thì sẽ có cái thiết kế khá là rộng các bác nhé, khoảng 26cm, chiều sâu cũng là 26, chiều cao của máy sẽ là 11cm. Phần ở giữa, chính giữa thì chúng ta sẽ có một màn hình hiển thị dạng LED màu trắng hay đĩa CD, các nút bấm được thiết kế khá là đối xứng nhau. Về phần mặt lưng của máy thì chúng ta sẽ có thêm những cái nút bấm của tính năng chơi đĩa CD cũng như là cái tăng giảm âm lượng. Khi các bác nhìn ở phần trên, mặt trên xuống của bộ máy N9 này ở dưới ánh điện này thì các bác có thể nhìn thấy nó trông nó hơi bụi một chút thôi. Nhưng em lau đi các bác có thể nhìn này, lau đi nó sạch ngay. Chứ nó không phải là bị xước ở phần ampli đâu. Còn phần loa thì sẽ có xước răm ở trên tổng thể của loa. Nói chung như em đánh giá thì khoảng 97%. Phía sau của loa thì các bác sẽ có một cặp loa với cái công suất là 60W trở kháng là 6 ohm. Thì bây giờ em sẽ quay lại cái hệ thống này, sau đó gửi tới các bác cái kết nối mặt sau. Sau phần sau đây em sẽ giới thiệu tính năng trước. Về cái tính năng của Đơn Ông N9 ấy, thì là một trong những hệ thống dàn mini, cho nên là cái khả năng chơi nhạc của nó sẽ đáp ứng tốt cho các bác ở trong nhu cầu khoảng từ 30 cho tới 35, không gian 35m. Và cái tính năng chơi nhạc thì sẽ có từ CD này, USB này, giải mã tín hiệu từ TV cũng như là Bluetooth cũng như là Wi-Fi. Bộ này thì các bác có thể vừa cắm
TV, USB cũng như là CD để có thể kết nối chơi nhạc. Bây giờ sẽ quay về mặt sau để các bác cùng tham khảo về kết nối của bộ N9 này. Về các kết nối mặt sau của bộ Denon N9 thì các bác có thể nhìn thấy đó là hiện tại em đang quay máy về mặt sau đây và em sẽ zoom cận hơn về phần ampli để các bác có thể quan sát cũng như theo dõi kỹ được những kết nối có trên chiếc ampli số này. Ampli N9 trong khung hình đây thì sẽ có cái năm sản xuất là 2016 và dòng máy Denon N9 thì được làm tại Việt Nam. Hiện tại thì ở trên thị trường thì chúng ta đã có những phiên bản cao cấp nhất là N11 rồi và phiên bản N9 thì cách đây khoảng 2 năm trước nằm mưa làm gió tại Việt Nam về cái thiết kế cũng như chất âm và cái cấu hình nó mang lại. Các cổng kết nối thì các bác có thể nhìn thấy N9 sẽ sở hữu một hệ thống cầu loa vừa đánh một cặp loa thôi và cầu loa của N9 cũng là một trong những cầu loa độc quyền của Denon được thiết kế và nghiên cứu trên những sản phẩm mini của họ. Trở kháng thì sẽ tương thích với loa từ 4 đến 16 ohm. Tất nhiên là trong khung hình này thì chúng ta sử dụng một cặp loa N9 zin. Và ở trên bên cạnh bên phải của máy thì chúng ta sẽ có kết nối của analog in một đường và hai kết nối của optical tương ứng cổng 1 và cổng 2. Một đường network để có thể kết nối với mạng LAN và một đường sub out để các bác có thể kết nối với những cái sub điện out để tăng cái tiếng bass cho cái hệ thống này. Ở thực tế thì với N9 nói riêng cũng như là những cái sản phẩm của Mahjong, ví dụ như các bác có thể kể tới như là 611, 612 ấy, thì gần như nó tương đồng về cái thiết kế của những hệ thống mini. Tuy nhiên thì hai thương hiệu này sẽ tạo ra hai cái sản phẩm cho hai thương hiệu của họ, tuy là cùng một tập đoàn. Nhưng mà đối với những cái sản phẩm của Mahjong thì sẽ được Mahjong ưu ái hơn cũng như trang bị cho cái hệ thống ampli của họ với khả năng đánh hai cặp loa khác nhau với công suất mạnh hơn so với những sản phẩm của Denon. Còn đây là phía sau của phần loa. Loa của N9 thì chúng ta sẽ có một cặp loa với trở kháng là 6 ohm, công suất là 60W, có thể đánh cực đại lên tới 120W các bác nhé. Nhưng mà em nghĩ rằng cặp loa này thì nó sẽ chỉ khoảng 60W thôi, chứ còn bảo 120W cho một cặp loa bé bé như thế này thì em nghĩ rằng đây là cái thông số tham khảo thôi. Đó là toàn bộ các kết nối mặt sau. Bây giờ thì xin mời các bác thưởng thức trọn vẹn chất âm của N9 qua một bản test trên cái hệ thống này. Tiếng dương cầm dịu dàng một nỗi nhớ mong, sao lắng khúc nhạc buồn nhẹ nhàng trong đêm lắng buồn. Có một thời đã qua, đã muôn trùng cách xa, tiếng dương cầm thiết tha nhẹ ru tiếng hát bay xa. Như cánh hoa mai xuân nhạt phai sắc hương, tiếng hát với cung đàn chỉ còn dư âm vấn vương lắng sâu vào bóng đêm. Những kỷ niệm ấm êm, tiếng dương cầm xót xa chìm trong quên lãng nhạt nhòa. Người dễ quên.
nơi đâu người ơi. Tình đến rồi đi, sao tránh nữa mà chi. Lặng lẽ một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn không tên, một tình yêu đâu dễ quên. Lặng lẽ một tiếng đàn trong đêm, một nỗi buồn không tên, một tình yêu đâu dễ quên.